Hello mọi người, hôm nay biết David đang ở đâu không? Đây là một cây xăng. Cây xăng này là cây xăng lớn nhất nhì nước Mỹ của thương hiệu Buc-ee's. Đây là thương hiệu Buc-ee's, tiểu bang của Texas ở tại thành phố Fort Worth. Thì đây là location thứ hai, lớn thứ hai thế giới. Nó còn một cái location nữa rộng tới 75.000 square feet. Yeah, đúng rồi, 75.000 square feet. Còn tại Texas Fort Worth thì nó rộng khoảng 74.000 square foot. Thì ở đây á, mọi người cũng sẽ thấy là cái độ rộng của nó khủng khiếp lắm. Như này, mình sẽ cho mọi người coi sơ sơ nè. Đó, nó tút mãi đằng đó luôn. Vòng từ đây đi vòng qua đằng đó. Rồi bên đây nè, đây là cửa chính ra vào. Đây là cửa chính. Nhưng mà bên đây nè, mọi người thấy không? Đó, bên đây là còn nguyên cái hàng đó, nguyên cái chạm, những cái chạm bên đó nữa. Là bên ngoài của cây xăng thì như các bạn cũng đã thấy, nó có tổng cộng từ bên đó đó, từ bên đó đi qua đây, đi qua hết tới bên đây luôn, tới bên kia luôn. Tổng cộng á là khoảng 120 chạm đổ. Có nghĩa là cái chỗ mà nơi mình đậu xe lại mình đổ thì nó mình gọi là gas pump á. Thì có là tổng cộng 120 cái. Thì mọi người cũng đã thấy là xung quanh phía trước của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô bên trong để coi được là nó tấp nập và nó lớn, nó bán nhiều đồ đến mức độ nào. Trước giờ mình vô những cái chi nhánh của nó, nhưng mà cái độ lớn nó không bằng ở đây. Lần đầu tiên mình tới đây. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ vô bên trong và khám phá. Chúng ta cùng vô bên trong để coi cây xăng này nó rộng lớn thế nào. Đây, chúng ta sẽ vô bên trong để tham quan nó. Thì sẽ mọi người thấy không? Đó, cây xăng này nó rất là lớn, thì nó thuộc một trong những cây xăng lớn nhất thế giới mà. Thì hiện tại thì mọi người thấy không? Tấp nập ha, rất là rộng. Ở đây, wow, quá rộng lớn luôn. Mình sẽ đi từ đây đi qua đó trước. Đây thì có rất nhiều thứ trưng bày ở đây, từ những cái nước uống đến những cái chip, rồi những cái đồ ăn vặt. Thì đây là họ có nhiều lối ra vào lắm. Thì ở đây họ bán bia rồi everything. Thì đây là những hàng rượu. Từ đầu đó cho tới tận đây đó. Cả khô nhá, khô bò, khô turkey, rồi đủ loại cả, bán cả quần áo, thuốc lá, cả xin gum, rồi những món đồ dùng của bếp này, kitchen này. Rồi wow, nước chấm, gia vị chấm, cả bàn ghế. Đây mọi người cũng sẽ thấy cả ghế luôn nha. Bởi vì em mới thấy được cái độ lớn của cái cây xăng này. Chưa nha, mình mới đi từ đầu bên đây ha, tí nữa mình sẽ đi lại. Còn đây là những cái đồ than để nướng này. Đây thì chúng ta sẽ thấy bán nước uống, rồi bán những cái đồ mà gọi là ở trong Walmart bán thì ở đây họ cũng có những cái đồ thức ăn nước uống đó. Thì mọi người thấy không, rất là tấp nập. Đây mình đi cái hàng là đồ chip, rất là nhiều. Rồi những hàng nước uống, kẹo này đầy đủ, là kẹo chocolate, kẹo dẻo,
nhiều lắm, bán đủ thứ á, hầu như là mình thấy là đúng là cây xăng lớn nhất nhiều thế giới mà, bán rất là đầy đủ, đa dạng đồ và nước uống, thực phẩm. Nhưng có cái rất là quan trọng là ở đây restroom của họ cực kỳ sạch sẽ luôn nha, rất là sạch sẽ. Tí nữa mình sẽ cho một người, đây mình sẽ cho một người thấy. Đây là bên hàng cà phê, coffee này. Nói chung là cà phê ở đây, coffee ở đây cũng ok đấy. Rất là nhộn nhịp lắm. Có thức ăn nóng, những cái đồ nấu sẵn đây bên một phần. Đó là mình lấy, mình đi từ đầu bên kia đi qua đây, thì bây giờ bắt đầu đi xuống đầu bên đây thì nó rất là rộng. Quá trời đông rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi, đây là lấy lối hồi nãy mình đi vô từ lối này, bây giờ mình sẽ đi qua bên hướng phía sau. Tính tiền rồi. Wow, có cả những cái rồi, báo này, rồi những cái miếng này, những miếng gạch này, không biết là giống như cái thớt vậy đó, không biết phải không? Chắc có thể là không phải, nhưng mà những cái miếng trưng bày này, cái hình map này, bản đồ của Texas, cái hình chiếc ổng đó, thì đây là những cái thớt ăn rồi. Wow, so cool. Quá trời đồ luôn. Đây, nhìn đây, rất là nhiều đồ, rất là nhiều chén bát, đầy đủ luôn, không thiếu cái gì hết. Thì những cái dụng cụ mà của gia đình xài, kitchen, đây, nồi, chảo, đầy đủ. Thật sự cây xăng này lần đầu mình tới đó, nó cũng là khá là lớn và làm cho mình choáng chưa lắm. Thì đây, mình có thể nhìn thấy những cái món đồ mà trưng bày này, ở trong nhà này, cũng có mặt đây luôn. Rất là đầy đủ, hầu như là không thiếu một cái món đồ gì hết. Wow, hầu hết thật. Sống tại Fort Worth này mấy năm rồi, nhưng mà không bao giờ đi tới cây xăng này, nhưng mà ngày hôm nay thì phải tới để cho mọi người thấy được cái độ lớn hoành tráng của cây xăng ở tại Texas, trong thành phố Fort Worth như thế nào. Hồi nãy mình đi từ đầu bên kia, rồi bạn thấy không, xà bông rửa tay, nến thơm. Màn, chăn màn, khăn tắm, đầy đủ đồ tắm, đồ có nít, quần áo luôn, đầy đủ luôn, không thiếu cái gì hết mà. Mình đã nói là cây xăng này cực kỳ lớn, nó làm cho mình cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Túi sách, quần áo, người già, con nít, nón. Here we go. Đây là những cái nón mà gọi là cowboy Texas thì nổi tiếng là cowboy mà. Họ những người trong local, người Mỹ trong local họ thích đội mấy cái nón này. Đây, bây giờ mình đi qua hàng bên kia. Đây là cuối đường rồi. Cuối đường này rồi. Ở đây là cuối đường rồi. Thì hồi nãy là mình đi từ đầu bên kia xuống đây, thì bây giờ mình đi qua đây. Đây bán kiến nè, bạn thấy không, bán kiến, bán đủ thứ hết á, quần áo, giày dép, kiến, rồi sell everything, nón, quần áo, giày dép lớn, con nít, đồ đầy đủ. Oh my gosh.
Đây có cả những cái mắt kiếm cover, là những cái tò đồ mà để bánh súng kìa, thấy không? Những cái bảng, cái đít nhắm của bánh súng, rồi pin, rồi con dao, đèn pin, rồi rồi những cái bình, rồi những cái box rất là lớn. Hello. Hello. Bạn thấy không? Con nít người lớn gì đó là everywhere. Oh man. Thục cực kỳ khủng. Cái xăng này lớn thiệt. Đây, mình đi tiếp để cho mọi người thấy được là wow, cái độ lớn của cây xăng này khủng khiếp. Rồi bạn coi này, nhồi bông này, đầy đủ này. Đồ chơi của con nít này. Đây là thương hiệu. Đây là những con gấu bông thương hiệu của cây xăng này, bất kỳ này. Đó. Quần áo bán không thiếu cái gì á, hầu như là lần đầu tiên đến mà cũng cảm thấy mà cái độ lớn của nó làm cho mình surprise thật. Đây, đồ chơi đây, con nít đây, đầy đủ. Đây. Nhìn coi. Wow. Oh my god. Đó lắm, trời ơi khủng khiếp lắm. Đồ chơi không thiếu gì, quần áo không thiếu gì hết. Rất là nhiều người tới đây. Đây, bây giờ là mình quay trở lại cái cửa hồi nãy mình vô. Thì ở đây họ bán rất là nhiều khô, khô bò, khô này khô kia. Oh man. Hầu như là đầy đủ tất cả các gia vị. Cay, không cay, thịt bò, thịt khô, thịt. Nhìn thấy không? À, họ đang xếp này, họ đang xếp những cái món. Xếp lên những cái khô bò mọi người cũng thấy này, thì hầu như là đông lắm, đông lắm. Tất cả mọi người là tới đây để đổ xăng. Thì họ bán đồ ăn, thức ăn nhanh, fast food nhiều lắm, hầu như là đầy đủ. Đây, mình quay lại cho mọi người coi một lần nữa. Đằng sau mình là hai quý bà đang. Sorry, I'm sorry. Có thể nhìn qua đây, thấy không? Thấy không? Bán nhiều đồ lắm, rất là nhiều đồ. Xung quanh đây là hầu như là nó rộng là khoảng 74.000 square foot, lớn nhất nhì nước Mỹ. Nó còn một chi nhánh nữa là rộng tới 75.000 square foot, thì cũng là thuộc chi nhánh của cái hệ thống cây xăng Betsy này luôn. Thì đây bạn thấy xung quanh mình này, thấy không? Thấy xung quanh không? Bán đầy đủ đồ luôn, không thiếu bất kể một đồ gì. Tất cả những người lái xe container, xe truck, rồi những người đi du lịch thì họ vô đây để họ nghỉ ngơi, mua đồ ăn, tắm, rồi đi restroom. Cái restroom ở trong đây rất là sạch sẽ, mình đánh giá là cực kỳ sạch sẽ luôn. Và cái restroom của họ rất là lớn, lớn vô cùng lớn luôn. And cây xăng mà bán tất cả đồ, không thiếu một cái thứ gì. Trong supermarket bán nhiều đồ, trong Walmart bán, thì ở trong đây cũng bán. Quần áo, giày dép, rất là nhiều người vô đây. Mình cảm thấy là khủng khiếp thật, lớn, rất là lớn. Cây xăng Betsy này, wow. Oh my god, không tưởng tượng được là cái sự độ lớn của họ. Đây, bên đây là bán thức ăn nóng. Sạch sẽ không? Rất là sạch sẽ nè. Wow.
Đi vô đường này, xong rồi đi qua đầu bên kia, xong rồi mới đi qua xuống đầu bên này. Thì bây giờ cái mà mình muốn cho các bạn thấy, cái restroom ở đây nó cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ lớn. Những người tài xế, những người mà đi travel, đi ngang đây thì muốn tắm rửa hay là muốn vô vệ sinh ở đây thì sẽ vô đây tắm rửa. Tại vì ở đây restroom của họ rất là sạch sẽ. Wow, anh chàng này có cái bộ râu nhìn đã quá ha. Ở đây là lối đi vô cái restroom. Thì mọi người thấy là camera của họ kìa. Đó. Họ để cái màn hình đây để cho quay được ở xung quanh. Rồi luôn luôn có những anh chàng mà đứng xếp đồ ăn, bán ly này, ly nước này. Bán rất là nhiều, hầu như là đông như tấp nập. Khép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá cái restroom của họ. Và cái restroom này nó lớn như thế nào, nó sạch sẽ như thế nào và đúng những gì mà mình nói hay không? Okay. Có thể đi tới chỗ kia thì mình sẽ không dám quay bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới một xíu cái chuyện riêng tư người ta, nhưng mà mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn cái đây là cái restroom của họ. Đây là cái chỗ mà họ vô hướng này. Xong rồi họ tới đây, họ đi. Đây là cái lối đi vô toilet. Thì lối đi vô toilet ở đây, còn bên đây là chỗ mà họ rửa tay. Rồi bên đây là những cái phòng họ take a shower, họ tắm. Ở đây sạch sẽ lắm. Thì nói chung thì đây là những cái phòng tắm, cái phòng toilet khá sạch sẽ và khá lớn. Everything is okay. Có vẻ mình cầm máy quay vô đây nó hơi bị tế nhị, nhưng mà mọi người cũng thấy là cái độ khủng khiếp của nó sẽ ra ngoài, tại vì chiếu như vậy á thì làm cho những cái người trong đây họ cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhưng mà sơ sơ thì mọi người cũng thấy này, rất là sạch sẽ, rất là lớn nha, lớn lắm. Bên kia đi qua bên kia đó, thì cái lối đó vô là cái lối để đi toilet, đi vệ sinh đó, đi tiểu đó, thì đó mọi người cũng thấy đó. Man. Thì mọi người cũng thấy cái độ lớn của cái cây xanh này như thế nào. Thank you everyone for watching và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.